Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Duyệt, rất vui được mọi người gặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hộp mấy đôi giày ngàn đô siêu đẹp của Versace. Versace chuyên Reaction Sneaker. Mình đã từng review phối màu đắt nhất của mẫu giày này từ vlog 16 cách đây khá lâu rồi. Bạn nào xem video đó rồi thì đã biết về cái hộp kinh điển này. Các phiên bản hậu tuệ ra mắt sau thì đều được sử dụng cái hộp y hệt. Vẫn hình dây chuyền của anh Phúc Yô này. Tên giày chuyên Reaction đè lên logo thủ cấp của mỹ nhân rắn Medusa. Khác nhau chính là ở cái tag này thôi. Ở dòng trên cùng chính là mã của đôi giày. Khi các bạn gõ mã này lên Google thì sẽ ra chính xác hình ảnh của đôi giày. Dưới đây là màu sắc của đôi giày được viết bằng tiếng Ý. Màu chính đây là đen này. Còn đây là chữ hoa lan viết bằng tiếng Italia, là họa tiết chính trên đôi giày. Ngoài hoa lan thì chúng ta còn có hoa tím này, hoa xanh, hoa đỏ và cái quả gì đó ẩn hiện sau lớp nhựa hoàng gia bán trong suốt này. Gọi là nhựa hoàng gia tại vì lớp nhựa này được tạo hình theo phong cách hoàng gia quý tộc đặc trưng của Versace. Còn cái chùm quả phía dưới này thì mình cũng không chắc nó là quả Việt quất, quả anh đào hay là quả khế nữa. Chính những họa tiết chém hoa quả đã khiến mình quyết định mua cái đôi giày này để mình phân tích cho các bạn xem sự hoàn hảo của nó. Nhìn tổng thể đây là một đôi giày đen đế trắng. Hai màu đen trắng huyền thoại mang lại sự tương phản tuyệt vời nhất và cực kỳ dễ phối đồ. Nhưng nếu mà chỉ có một màu đen đơn điệu thì quá là điều bình thường luôn. Những bông hoa quả này đã khiến đôi giày thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nhiều hoa quả thì sẽ làm đôi giày quá sặc sỡ và nam tính. Nhưng sự điểm xuyết như thế này thì vô cùng vừa đủ, tươi sáng và rất có điểm nhấn. Nhờ họa tiết hoa quả mới tôn lên được cái lớp nhựa hoàng gia có cùng tông màu đen nhưng mà không hề bị lẫn vào thân giày. Và điểm nghệ thuật mà mình thích nhất đó chính là cái dây giày. Đây là mẫu giày có dây không thể tháo ra với cái đầu dây thắt nút và bọc nhựa dẻo. Muốn thay một bộ dây xấu hơn thì chúng ta chỉ còn cách là cắt cái cục đầu dây này ra thôi. Nhưng mình tin là không ai muốn làm như vậy cả. Đây là cái chi tiết mà mình thích nhất. Nhìn nó như một cái nụ hoa màu xanh chuẩn bị nở, cực kỳ hợp với tổng thể của đôi giày, là một cái điểm nhấn vô cùng tươi mát mẻ. Cái logo ở chính giữa lưỡi giày cũng có màu sắc giống như vậy. Một số điểm nhấn đáng chú ý nữa là logo nổi 3D thủ cấp của Medusa ở gót, chữ Versace ở phần lồng nhựa, chữ Versace nữa ở phần mũi giày. Ở đây là chữ Love được viết bằng chữ nổi dành cho người khiếm thính, tượng trưng cho tình yêu mù quáng. Ở giữa này là họa tiết hoàng gia của Versace hay được khắc ở những cái lâu đài cung điện, giống hệt với họa tiết ở đế giày. Đế giày như lúc đầu mình bảo thì nhìn qua tổng thể thấy nó rất giống màu trắng. Nhưng khi nhìn gần hoặc đặt cạnh một cái đế trắng tinh sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Cái đế này chúng ta thường gọi dân dã là màu cháo lòng. Nhưng với một đôi giày xa xỉ giá vài chục triệu thì đây phải gọi là màu ngà voi nó mới hợp lý. Vì ngà voi thường đi kèm với sự sang trọng và xa hoa. Cái đế màu ngà voi này nhìn nó vừa đắt tiền hơn mà lại vừa sạch đến màu trắng, ít phải vệ sinh hơn. Phía dưới chúng ta có thêm một cái thủ cấp nữa. Còn những đường vân trên cái dây chuyền này là để tăng ma sát thôi. Với bộ đế siêu to khổng lồ này thì chúng ta sẽ cao lên khoảng 6,5cm. Không những nhìn đôi giày đã rất nổi bật rồi, mà là còn ăn gian là kha khá chiều cao. Nó lại khiến cái tổng thể người nó cũng nổi bật hơn nữa. Con gái có giày cao gót thì con trai cũng có những đôi giày gót cao. Rất nhiều mỹ nữ sang trọng và nổi tiếng thay vì dùng giày cao gót rất là đau chân thì cũng ưu tiên những đôi giày gót cao thế này ở nhiều sự kiện khác nhau. Tiện thể vừa so sánh với đôi giày đế trắng thì mình sẽ giới thiệu tiếp luôn. Đây là mã của đôi giày, phía dưới là màu chính là màu đỏ, màu của sự quyến rũ, điểm xuyết sắc xanh. Từ ngày nhìn thấy ảnh quảng cáo là mình đã thích cái đôi giày này rồi. Vừa dài miên man mà lại vừa trắng mịn màng, khúc nào là khúc lấy. Đôi giày này là một phiên bản club đặc biệt, hợp tác giữa Versace và Luisa Vialoma, một nhà bán lẻ đồ xa xỉ nổi tiếng của Ý nhưng mà lại có trụ sở chính tại Italia. Họa tiết kẻ sọc này thường được biến tấu và sử dụng rất nhiều trên những món đồ xa xỉ của các thương hiệu khác nhau, nên đã được lấy cảm hứng để thiết kế họa tiết cho cái phiên bản club này. Chúng ta có cảm giác như đây là một đôi giày custom có phần thân được cắt ra từ một chiếc áo đắt tiền rồi ghép lại. Màu đỏ được sử dụng khéo léo với rất nhiều sắc độ khác nhau. Đẹp nhất và cao cấp nhất là màu đỏ thẫm của cái mảng da lộn phần mũi giày. Tất nhiên vẫn có chữ tình yêu dành cho người mù. Đẹp thứ nhì chính là cái núm màu đỏ bóng loáng này, như một giọt máu đào, chính là điểm đặc trưng riêng của dòng giày Versace trên Reaction. Đẹp thứ ba chính là màu đỏ trong suốt này, logo kinh điển của Versace. Bạn nào đã từng sống hoặc đơn giản là đã đi du lịch ở châu Âu hẳn rất quen thuộc với hình ảnh thủ cấp của các nhân vật nổi tiếng có thật hoặc là không có thật, được điêu khắc rất nổi bật trên những khung cửa, cổng vòm, mặt tiền của những cung điện, nhà thờ, dinh cơ biệt thự xa hoa siêu to khổng lồ. Đây cũng là những hoa văn kiến trúc nổi tiếng tương tự như vậy. Một đôi giày kết hợp hoàn hảo sự sang trọng giữa thời trang và tinh hoa kiến trúc. Nhất là với một người thích kiến trúc và bất động sản như mình thì cái mẫu giày này mang lại rất nhiều cảm hứng, là mẫu giày xa xỉ mà mình yêu thích nhất. Thích hơn nhiều so với dòng giày quốc dân ở Việt Nam Balenciaga Triple S mà rất nhiều người mê đến phát cuồng luôn.
Điểm đặc biệt nữa của phối màu Clash này nói riêng chính là cái dây đút treo lửng lẳng lơ lửng ở đây. Đây là cái dây đút độc quyền của nhà bán lẻ Luisa Via Roma, tương tự như trên những sản phẩm của D&G. Và cả những đôi giày Off-White đang nổi lên chóng mặt trong thế giới thời trang cao cấp. Hầu như tất cả các tín đồ thời trang sở hữu cái đôi giày này thì đều chỉ cắt đi cái tờ giấy đính kèm và giữ lại cái dây đút lủng lẳng lơ lửng này. Cái lót giày cũng khác hẳn so với những phiên bản khác. Không phải Clash thì chúng ta có cái lót giày như thế này. Ở đây có thêm logo của nhà bán lẻ Luisa Via Roma nữa. Phối màu thứ ba như mình đã giới thiệu trong vlog 109 đập hộp phụ kiện 100 triệu, thì đây là đôi giày xa xỉ siêu sạch mà mình dự định sẽ mang theo trong chuyến công tác về Việt Nam sắp tới. Cái bộ đế đen này nó không chỉ siêu sạch khổng lồ mà nó còn tạo hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp. Ánh sáng phản xạ trên màu đen làm rõ từng khối của chiếc dây chuyền, rõ từng đường nét sang trọng và xa xỉ của kiến trúc hoàng gia. Thủ cấp Medusa cũng rất nổi khối và sắc nét. Trên thân giày tái hiện những họa tiết nổi tiếng trong nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. Hai bên, hai chiếc giày không hoàn toàn giống nhau, tạo nên sự bất đối xứng rất đặc biệt. Tuy nhiên mình vẫn thích họa tiết hoa như trên đôi này hơn, có tia hoa nhìn nó nam tính hơn. Ngắm hai đôi giày này mình cứ ước là sẽ có một cái phiên bản mà vừa đế đen siêu sạch như thế này, mà lại vừa có hoa nam tính như thế này. Nhưng mà tiếc là Versace vẫn chưa thực hiện hóa các ước mơ của mình. Và bây giờ là phần trên chân và trên thân. Tiếp theo là góc nhìn thực tế của đôi ngọc trai đen khi được quay ở ngoài trời. Đây là quay ở bóng tâm này. Còn cảnh này là quay ở bóng nắng. Bây giờ phải tìm chỗ nào đẹp mà không có nắng để chụp outfit. Quảng trường này rất nổi tiếng là nơi Thủ tướng Đức hàng năm đều tới để đọc diễn văn. Đây là ảnh chụp bộ outfit đơn giản nhất cho mùa hè, nhìn như một cây Versace. Outfit này thì đã độ thêm phụ kiện tới từ D&G và Gucci. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các món phụ kiện này tại vlog 109 của mình. Tiếp theo là phối đồ mùa hè cho đôi đen. Mùa thu hay mùa đông thì bạn cũng rất dễ dàng để chọn trang phục phù hợp với cái đôi chém hoa quả này. Nở hoa từ đít đến đầu như thế này là phong cách hoàn hảo cho bạn nào yêu thiên nhiên. Nổi bật nhất là đôi đỏ thì chúng ta nên sắm thêm một cái áo màu đỏ có cùng đẳng cấp với đôi giày, hoặc có thể kết hợp với quần áo và phụ kiện có cùng họa tiết kẻ ô như họa tiết trên đôi giày luôn. Tiếp theo là một vài outfit đẹp khác nhưng mặc ở Việt Nam thì không khả thi lắm. Đây là outfit dành riêng cho thời tiết hơn 40 độ ở Việt Nam này. Cảm giác chân tuy không được êm ái như là những cái đôi giày chạy siêu nhẹ của Nike, nhưng mình thấy đi cũng thích nhất là Converse Maybans, mà nó tôn chiều cao một cách khủng khiếp luôn, giống như là chúng ta có một cái tầm nhìn mới vậy. Bạn nào mà cao sẵn rồi hoặc là mới mọc sừng thì mình khuyên là không nên đi đôi giày này để tránh cao quá, cái gì quá nó không tốt. Còn về giá của mẫu giày này thì hôm trước mình có đăng ở fanpage,
có cả giá gốc và giá khuyến mãi đặc biệt tại Việt Sneaker. Giá khuyến mãi hôm trước mình gom hàng thì tới giờ chỉ còn sót một vài cỡ lẻ tẻ thôi. Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn vào fanpage để các bạn nhân viên của mình hỗ trợ và tư vấn thêm. Không biết trong 3 đôi vừa rồi bạn ấn tượng với màu nào nhất thì nhớ chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Đợt trước thì mình có 8 màu liền cơ, thế nhưng mà không có thời gian để quay. Khách hàng thì cũng háo hức muốn nhận giày sớm nên là mình gửi hết về Việt Nam rồi. Giờ chỉ còn 3 cái màu mới này để review cho mọi người thôi, cũng là 3 màu bán chạy nhất, toàn là màu kinh điển cả. Và đó là 3 người đẹp luxury của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông Versace bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những nội dung thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại.